Rồi, xin kính chào quý vị. Hãy có mình đang có mặt ở đường Đồng Nai, khu xá Bắc Hải, Sài Gòn, sáng ngày đầu tiên của tháng 12, 2017. Chúc quý vị có mùa Giáng sinh an lành. Còn một tháng nữa là kết thúc năm cũ qua năm mới gì ha. Trời Sài Gòn đang nắng đẹp, nhiệt độ khoảng 30 độ C, hanh khô. Đây là khu vực phường 15 quận 10 Sài Gòn, hướng về đường Sư Vạn Hạnh, về bệnh viện Nhi Đồng. Bệnh viện 115 cái gì. Bên phải là vào viện tim, cạnh bệnh viện 115. Đây, xe ba gác máy chở hai cái máy của tôi cư. Phía trước là ngã ba với đường 3 tháng 2 cái gì, hồi xưa là đường Trần Quốc Toản, ngã tư cái gì, thẳng bên kia đó là bệnh viện Nhi Đồng.
tiếp tục cái gì. À, bên phải là bệnh viện Nhi Đồng 1, cổng bên đường Sư Vận Hạnh, đây là cổng hành chính. Cổng thăm bệnh là bên đường Lý Thái Tổ. Rồi, phía trước thì là giao lộ với đường Lý Thái Tổ, về trái là ra ngã 7, về phải là về chợ cá Trần Quốc Toản ngày xưa. Sư Vận Hạnh phía trước là góc với đường Bà Hạc. À, bên phải vậy là chùa Ấn Quang. Trước đây là ngã tư với đường Ngô Gia Tự, ngày xưa là đường Minh Mạng, rồi phải là đường Nguyễn Diễn. Rồi, rồi phải đây là đường Minh Mạng. Ở đây là chung cư Ngô Gia Tự hai bên đường. Mời quý vị vô chợ ra phường 2, chung cư Minh Mạng ngày xưa. Đu đủ cái gì, đu đủ gọt sẵn, đây là bán quýt tiều siêu ngọt 13.000 đồng một ký á. Rồi ra đây là đường Sư Vận Hạnh hay gì, phải đây là võ đường Võ Việt Nam, Việt Võ Đạo nè, tổ đình.
hẹn gặp lại quý vị tháng 12 vui vẻ mạnh khỏe, Merry Christmas quý vị ha, Giáng sinh an lành, thank you, see you.